Không, ca hát là cái đam mê đầu tiên và cũng là đam mê lớn nhất của mình. Nếu mà nói chuyện không được thì không có làm nghề được đâu. Chị nghĩ là em không thể theo được nghề đâu. Xin chào mọi người, mình là Linh Nguyễn LB. Chào mừng mọi người đến với chương trình podcast Select Talk của CLTV. Một sản phẩm độc quyền được thực hiện và phát hành bởi Select Entertainment.